Đây này, cái này là nước vô và chảy ra ngoài là không, là không không, cái này là không không vắt nhưng mà nó vẫn giặt. À, nó vẫn vắt nhưng không giặt. Không giặt. Đúng rồi, không giặt. Nếu mà chọn vắt là vẫn vắt, nó gãy chỗ này, đứt dây chỗ này này. Cái này máy. Em lấy cái kìm đi em. Tắt máy đi. À, cái máy Sanjo đời này nó hay bị cái bệnh đấy. Đúng rồi đấy. Cho nó vắt hết nước cũ đi. À, cái này cắt cái vỡ đi. Ô. Oh. Đây. Đây. Cắt ngay cái chỗ gãy gãy này. Thấy không? Nhiều quá thì nó ngắn. Thấy không? Dây nó cứng á. Cắt đi. Bầm. Rồi. Đút vào đây. Còn sắt rất rồi. Nhặt nhặt lên đi. Đai nó. Không quay gì. Hơi ngắn thôi. Sao không để dùng nữa. Hơi ngắn. Ù, chết mẹ tụt rồi. Không cần thay đâu, cái này đang được. Thay tụt cũng được thôi, thì là tiếng gỡ ra lắp đấy. Có cái ống dài hơn thì ngon. Trong cặp mình không có cái ống này. Ông nào mang cái ống mới thay cái này dài hơn tí. Không nó căng quá nó lại dễ gãy, đúng không? Căng quá. Ông này nứt với lại cái nó cứng á, ông ấy cứng rồi. Chỗ này, u chết mẹ rồi, nó không gì hết rồi. Anh chỉ phải tháo không chết mẹ đâu mà, khó tháo đấy. Căng đây căng đấy, mình tháo cái này trước này. Quay tay anh làm nhanh lên. Ừ, cái này phèn bẩn đấy. Lâu lâu phải trà sạch luôn, bẩn là bẩn đấy. Một con. Một con. Đó. Ui, con chuột chết rồi. Ừ, vừa thế thôi lắm. Thì tôi cái gì gắt rồi đâu. Hồi thế. Chết rồi đấy, đúng rồi đấy. Nhìn to tí. Ừ, đúng chỗ đấy, chết. À, điểm giật. Bữa nào chưa, bữa nào mà có cái máy ngồi đi con chuột, chuột 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 góc này đây bắt để bắt theo đang nằm trong đó hả? Đây đây nhìn đây
Dí một chiếc. Ra chạy nhảy vào đâu. Con chuột chu. Sợ lắm. Sợ. Con nhảy xuống rồi. Nhảy xuống rồi. Hai con, ui giời. Chuột chu ấy. Sợ thế. Sợ chuột lắm. Bữa nào mà có cái máy chín ký mà ngon ngon hơn đổi cái máy này. Hả Phương? Ừ. Bữa nào có cái máy cũ mà. Đây, đây, quay cho chị đây. Đây cái phao nằm ở góc này. Nếu muốn dây ngắn thì sát rồi phải ra ngoài này, hiểu không? Hả? Phao này. Đó. Nâng nâng này cho anh. Cao hơn tí nữa. Cái sát này được không sao? Chú lắm chuột thế. À, sợ thật. Để đây mà cứ bò vô được. Đây là chuột con bò. Ừ. Để vô thoáng cái này mà cứ bò. Lâu lâu không được đến. Cứ giặt cho nó cứ êm nó cứ chạy vào. Nâng cao kia. Hai con luôn đó. Con to luôn. Được căng không? Đấy là mình cách mình khắc phục được căng không? Thì vì nếu mình để ở ngoài đó nó sau nó để chỗ cũ nó căng. Mình phải đưa lại chỗ này gần hơn một chút. Được. Để đổ nước lên giặt nhanh. Thấy trùng không? Ngồi lên quay trùng này. Đó. Nó trùng nhà mình. Trùng nhà miệng người này. Đây là cách mình xử lý cho nó trùng. Cái này hay bị ở máy này lắm. Đây. Đúng rồi. Dạ.
Nghĩ anh làm chưa được á? Có chứ, mới đặt đấy, nhưng mà bình thường cái này là đặt rồi, tôi chọn mức thấp mà. Nó xuống đâu rồi đâu, hết rồi. Đây này. Đấy. Đấy, dân giặt quay này, quay đây mình thấy mầm quay chưa, đó, này đó, đi, thôi, ok nhá, được đấy, trùng này không, trùng này nó không bao giờ bị gãy nữa, ít bị gãy hơn, dây cứng này, có dây mới thay cái này còn hơn, hiểu không? Mình không mang thôi, kêu mọi người.